bà con và các bạn thân mến. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2014 tới đây, tại Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy vi tính và Internet. Để hiểu rõ hơn máy vi tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn, đây là điều kiện thuộc khuôn khổ của dự án nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill và Melinda tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy những lợi ích của Internet mang lại, mang đến cho xã hội. Internet giúp cho các cơ quan nhà nước thực hiện các công tác quản lý hiệu quả hơn, giúp cho các doanh nghiệp tìm kiếm những hình thức kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới, giúp cho người dân có được một công cụ hữu hiệu phục vụ cho học tập, làm việc.